Nếu các bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop KingRob. Bạn chỉ cần ghi kingrob.com thôi là ra cái shop liền nha bạn. Thì shop có những trò chơi như là nổ hũ nè, vòng quay may mắn nè, và hay nhất đó chính là đu tớp nha bạn. Bạn chỉ cần đu tớp thôi là có thêm phần thưởng nè, phần thưởng cực kỳ giá trị luôn. Thì nhớ nhớ ủng hộ shop hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hello, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Ni đây, và hôm nay mình sẽ tiếp tục review con cụ vĩ thứ hai nha các bạn. Thì lần trước là mình đã review xong con à lộc cứ lộn mình cứ lộn là đọc là cụ vĩ á bạn. Thực ra đó là vĩ thú mà mình cứ nhầm là cụ vĩ, thì chứ cứ cứ con cụ vĩ hoài nhầm. Con vĩ thú thứ hai, khổ quá. Thì lần trước mình đã xong con vĩ thú đầu tiên là con cụ vĩ ha bạn. Thì tiếp theo, tại vì mình thấy cái con vĩ thú thứ hai này rất là đẹp bạn, tại nó màu xanh. Tại tất cả các bạn coi đi, hầu hết đều là màu đỏ, có duy nhất con này nó màu xanh các bạn. Mình ưu tiên cày đầu tiên bạn, đó chính là con nhị vĩ các bạn đó, được tên là nhị vĩ chứ mình cũng không có coi nhiều nên mình cũng không biết nữa đó. Nói chung là nhị vĩ là hình con mèo đúng ta, giống con mèo các bạn thấy không, giống con mèo á. Vậy mình rất là yêu động vật luôn, mình rất thích mèo chó nên mình phải cày trước với bạn. Cụ vĩ là tại vì là mình nghe nói là mạnh nhất phim, tại thập vĩ mạnh nhất. Thì thập vĩ là triệu hồi mình không tính đúng không, mình tính cụ vĩ thôi, là cụ vĩ mạnh nhất nên mình mới cày. Nhưng tiếp theo là con mèo, mình ưu tiên con mèo của mình mới được đó. Rồi mình sẽ review cho bạn coi full tiến hóa của con mèo nó sẽ đẹp như thế nào các bạn. Rồi thì trước khi vào clip á, mấy bạn hãy nhớ bấm like và subscribe và nhớ bấm cái chuông thông báo kế bên để mỗi khi ra clip á mấy bạn sẽ người xem đầu tiên ha. Mà hiện tại mình đang bị lỡ cái miệng màn, lỡ kiểu bạn lỡ lỡ lấy lỡ lấy răng cắn chúng cái mỏ xong nó bị rát 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 á. Bạn nào có bị rồi thì comment dưới nha, nên nó cái gì hơi lớn lớn là kiểu vậy á, tại vì nói chạm vô chỗ đau á mày khổ đó. Có gì mình nói dấp dấp với lại lớn lớn mọi bạn thông cảm ha, có khi mình nói sai luôn á. Rồi đầu tiên là đói rồi mình đi ăn trước ăn trước đã, nhâm 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 nhâm. Ủa thì trước cái mì ramen này ạ, ở ngoài mới ngon các bạn. Các bạn nào ăn bì ramen này ở ngoài chưa, làm cũng dễ lắm. Có mấy ba cái miếng đó là miếng rong biển các bạn thấy không, hai cái trứng cút nè, với màu xanh hình như là rau đó ta đó. Còn cái miếng cái ở trong là mì thôi, khá là ngon luôn á. Với lại có mấy cái cục mà hình giống chả cá các bạn, mà hình xoắn ốc á, giống trong Naruto á, ngon lắm, ăn ngon cực. Rồi giờ mình sẽ đánh quy cột trước nha bạn, là mình sẽ làm nhiệm vụ sau. Tại nhiệm vụ là con quái nó sẽ di chuyển nên nó khó hơn là cây cột nha bạn. Rồi giờ mình sẽ biến hình nha bạn, đây giữ Z nè đó bạn thấy không, đẹp vãi luôn á. Đây là cái con mà gọi là đẹp đẹp cực kỳ luôn á, nên mình rất thích. Và sao dướng cái túi làm sao thì chứ, giờ cái đầu mình cái mặt mình bị che rồi nè, ơi khổ thiệt đó. Cái con vĩ thú này là cái con cái màu đẹp nhất luôn nha các bạn, đẹp nhất trong tất cả con luôn. Mình không nói mạnh nha, nói đẹp nha bạn, tại vì bạn nhìn là màu xanh nè, xanh mà còn đen đen nữa nè, đẹp không. Chứ cái màu đỏ là hình như hầu hết con nào các bạn chọn đều màu đỏ rồi, không có đẹp lắm. Con này riêng con này màu xanh luôn nên mình thấy là đẹp. Rồi chiêu thế nào, chiêu mình xài nha, Z nè, đó là phun ra một cục độc nha bạn, đó chúng xong nổ đùng 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 mà không có rút máu ta, độc gì kỳ vậy. Mà chiêu quy vẫn là hú như bình thường bạn thấy đó, vẫn là hú ha bạn, đó hú thôi. Rồi giờ mình từ 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 coi lại đam đây, quên 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 à, búp nữa nè, búp bên này là full 1800 nha bạn, full 1800 có cái tai là 2200 thôi đó, tất cả 1800 có cái tai đánh thường 2200. Rồi giờ mình thử lại đam nha, 7000 hả bạn, 7000. Rồi giờ quy 8400 8400 8400 8400 nha. Rồi 7000 với 8400 nha. Rồi mình sẽ biến thành diện hai đó, hai đuôi mày thấy đẹp không. Sao mình bị che rồi cái cục này giờ sao lấy ra ta. À để mình bỏ cái gen cai này ra là được thôi. Gì B nè, B nè, rồi mất rồi. Ủa vẫn còn luôn bạn ơi, vậy là bắt buộc rồi bạn ơi, tại xài cái gen cai này là bắt buộc phải này rồi. Khó vậy thì chứ, đúng khó luôn á. Ok rồi tiếp ha, phun lên nhiêu đam nè, 7300 7300 7300, tại vì búp nha bạn, các bạn nhìn mấy búp kế bên nè, búp lên thì đương nhiên đam phải to nha bạn, chứ không phải là do cái dạng nó mạnh lên đâu, tại vì nó búp nhiều hơn á. Rồi quy nha, 8700 8700, ui hồi nãy 8400 lên 8700 300 đam, còn hồi nãy là phun 7400 đúng không. Từ từ mình phun lại coi coi, nãy mình quên luôn á, thì não cá vàng
7.1 là 7.3, 8.4 là 8.7, búp cũng cũng ba kiểu 3-400 đam mày ơi, 2-300 đam vậy á, cũng không nhiều lắm, tại vì 1.800 búp lên 2.100 cũng có 400 lần búp chứ mấy. Rồi bây giờ mình sẽ lên dạng 3 nha bạn. Hình như cái này có 3 dạng à, tại con này là nhị vĩ mà các bạn. Giờ mình biến dạng 3 là dạng cuối cùng luôn á, là dạng biến hình thành thành vĩ thú mạnh á, để phun cái bơm vĩ thú á các bạn. Đó nên mình sẽ biến nha, đây đó, có đúng 3 dạng luôn. Ủa thú kỳ vậy, tại sao màu xanh lại biến thành màu đỏ, xấu quá vậy trời ơi. Mình lúc đầu mình cũng tưởng đẹp đó bạn, mình tưởng là biến thành cái con màu xanh á, cái con màu xanh cái cũng dạng dung nham luôn, nhưng mà dung nham màu xanh nó sẽ đẹp hơn hả mày. Nhưng mình không nghĩ tại sao biến thành cái con dung nham màu đỏ ta, mà cái tóc mình màu xanh nè, buồn thiệt chứ. Đó mình có cái mình hơi tiếc là vậy thôi ha. Mình thì mình không, tại mình chưa coi phim nên mình chỉ thấy trong game sao mình nói vậy nha bạn, có gì bạn thông cảm. Tại vì mình chưa coi phim nên mình thấy trong game sao mình nói vậy thôi. Tại vì các bạn thấy là tự nhiên dạng 1, dạng 2 màu xanh đẹp quá trời, tự nhiên dạng 3 biến thành màu đỏ á, và cái tóc màu xanh đó bạn, ngộ mắc cười không. Thì cái dạng này thì con nào cũng giống con nào các bạn biết rồi. Nè phun cục bơm vị thú đó. Đó bơm vị thú thì vẫn vậy thôi. Đó xong rồi dọ thét, trời ơi thét đam rồi, 19.000 không à, vãi đam to vãi. Rồi giờ mình ôi sắp hết rồi, vậy mình reset nha bạn. Mấy bạn nào mà thấy sắp hết cái điểm tím cứ reset cho đầy. Giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ nha bạn. Thì mình sẽ phun cái cục độc nha, tại vì cái dạng cuối thì con nào cũng như con nào đó, tất cả các bạn cài dị thú á, cái dạng cuối đều là phun cái cục độc ra các bạn. Đó lộc cục bơm bị thú, nhầm cục bơm bị thú đó. Còn kiwi thì có khác lắm, như là cái của cụ vĩ á, cái kiwi thì nó thổi ra nguyên cái đường các bạn, chứ không phải là gào thét lên nữa. Đó giờ mình sẽ đánh con sakura nha mày. Ừ đông lên đi thôi, mình chơi dạng đầu tiên nhé mày. Thôi dạng 2 đi sakura khó mà. Rồi lát hồi mình sẽ biến thành dạng đầu tiên lại. Đó dạng này đẹp hơn mày, tại vì phun ra cục độc á, mỗi con có chiêu riêng mà tự nhiên biến thành cái dạng kia là đều là chiêu chung rồi. Đó phun liền, khó chịu chưa, nhiêu máu gì 600.000 máu luôn rồi cháu vậy. Đánh nè, giỡn chạy đánh nè. Mấy bạn nào xài cái Genka này cũng khá là ngon đó bạn, Genka này tuyệt vời luôn á. Có để đánh sao này, thấy đánh sao không? Đánh hơn 1 phút luôn á, lời lắm. Phun độc tiếp nè, mà sao bị đốt gì mà bạn thấy không, bị đốt nè. Đó bị đốt mà không có hút máu à. À có nhiều bạn chỉ mình là, có một bạn chỉ mình là xài C của Hinata được luôn. Mấy bạn có thể kết hợp nha bạn, kết hợp vừa cụ vĩ vừa con mắt nữa, lại bạn chạy, bạn thấy mình chạy không, chạy phải gọi là tốc độ luôn các bạn thấy không. Nhưng mà búp sẽ giảm xuống nha, tại vì tính búp của con mắt là không có tính búp của cụ vĩ á, nên khá là tiếc cái chỗ đó thôi. Nhưng mà chạy khá là nhanh, từ từ hình như là giữ trục bên phải mình xài C nè. À đúng rồi bạn ơi, ui đã vậy. Ủa cái đó là sao ta, đó là kiểu nhìn sao ta, chị nhìn thấy bộ xương nhìn xuyên tường hay sao vậy, tại sao mình cũng chưa hiểu lắm cái chiêu đó ha, hay là né hay là cái gì á, mình cũng không biết nữa, thì bật lên chỉ vậy thôi á. Nè ở bạn thấy, à nhìn xuyên tường, à rồi nha hiểu rồi, hai chiêu quan sát cấp cao. Hai chiêu quan sát bạn ơi, rồi chắc mình tắt các bạn ơi, rút nhanh lắm á mấy bạn, mà xài liên cùng hai cái rút cái điểm tiến nhanh lắm. Ấy á gì vậy, để tắt cái từ ơi lộn tắt rồi, nhầm rồi, tắt để cái này nó búp nhiều hơn các bạn, búp 2.100 lần, tụi con mắt có búp con 1.000 mấy à. Đó ngon lành, thả cục độc ra đứng nó đi, rồi trâu về chạy vô đây đúng rồi, giật điện nằm ở chổng luôn, gào thét nè, đó gào thét trong vô vọng, thả cục độc nữa nè. Ui vô đây độc nữa nè, vô đây mà hưởng độc đi. Đó đúng rồi, ôi ra cũng trâu phết các bạn, trâu phết á, không đùa. Ủa đâu rồi, ôi gì vậy, ôi vãi, đứng trong này với mình luôn, ghê thiệt. Ôi mạnh phết đó nha, không phải yếu đâu, Sakura mạnh lắm á. Mình mới coi mấy cái tập đầu à, nên mình cũng chưa có rành lắm về phim ha, có gì mình nói sai chỗ nào mấy bạn thông cảm nè. Ôi rớt khách nè, lùm, à có rồi, lùm gì nữa. Đó thì cái đây là ba dạng của nhị vĩ ha bạn, thì để mình nhận một nhiệm vụ nữa ha. Đâu rồi, kiếm một cái nhiệm vụ để mình nhận rồi.
Ủa tốn quá, tốn cái điểm tím quá. Đây đây đây, mình thấy rồi, mình thấy rồi, một nhiệm vụ xanh nè. Đây, để em biến thành dạng cuối cho bạn coi luôn ha, nó không khác gì luôn á. Nó như con mấy con bình thường thôi, tại vì đẹp đẹp là ở chỗ thôi, không nhận boss đâu, boss đánh lâu quá. Đẹp ở chỗ là nó mạnh hơn chứ lộn, mạnh hơn là cái bơm cửu quỷ mạnh hơn các bạn. Cũng không có mạnh, cũng không có đẹp gì lắm ha. Kinh dị. Thì trong phim mình chưa coi nên mình thấy trong mày mình chưa kinh dị nha bạn, tại vì cái dạng các bạn thấy dạng 1, dạng 2 không? Của tất cả cụ vĩ đều đẹp nha. Cái dạng nó rất là đẹp luôn, tự nhiên qua cái dạng này các bạn nhìn cái mặt kìa. Trời ơi. Đó. Nhưng phải là mình ý là mình không phải là mình chê nó xấu, mà cái mặt kinh dị là kiểu mặt đó, mặt vậy là mặt kinh dị các bạn, chứ phải là mình chê xấu nha. Đó. Rồi. Thả cục độc cái. Rồi, thú nè. Ó đã chưa, đã chưa. Ồ đã, bơm bị thú nó khó chịu, cái là hất văng nữa bạn. Quăng chúng là nổ, nó hất văng khó chịu. Kiểu vậy. Ui. Chết bây giờ. Mình đợi chiêu hồi tiếp hả bạn. À quên, lấy này thả cục độc ra cái. Ơi cục độc sao nằm bên kia vậy, ai biểu thả đấy vậy. Trời ơi, vô đây rồi thả bơm bị thú là chết hết hả bạn. Đó. Đau. Rồi gầm lên. Nói này ha, tại mình dùng cái búp của Hinata thêm á, nên búp ít quá, khỏi có mấy ngàn à. Đó. Rồi, reset. Rồi, chắc mình cũng kết thúc clip tại đây ha bạn. Thì mấy bạn nào mà thấy hay á, thì nhớ like, subscribe kênh mình. Và nếu muốn mà mình review con cụ bí tiếp theo á, thì nhớ comment dưới ha bạn, để mình ưu tiên mình cày trước á. Rồi mình sẽ review cho bạn coi, thì các bạn thấy con nào mạnh á, và ngon trong BK, BOB á, thì các bạn xài ha bạn, đó. Thì mình thấy con nhị vĩ này là dạng đặc biệt các bạn, màu xanh mà đẹp nữa, nên mình xài cày trước thôi. Đó bạn thấy đẹp không, cũng đẹp luôn á. Rồi chắc mình kết thúc clip tại đây, thì các bạn nào thấy hay thì nhớ like, subscribe kênh mình và nhớ bấm cái chuông thông báo kế bên mỗi khi mình ra clip, các bạn sẽ là người xem đầu tiên ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nhé, bye bye.